Một trong những mùa giải VCS nhiều drama và gây tranh cãi nhất cuối cùng đã khép lại với chức vô địch thứ 9 dành cho Bố Gam Esports. Đồng thời giờ đây chúng ta cũng xác định được hai đội tuyển đại diện cho khu vực Việt Nam tại Chung kết Thế giới 2023 tổ chức trên đất Hàn Quốc vào tháng 10 sắp tới này. Bên cạnh Tân Vương Gam ở vị trí hạt giống số 1, Á quân Team Guel sẽ có lần đầu tiên tham dự Chung kết Thế giới ở vị trí hạt giống số 2. Nhưng vì thành tích bết bát của VCS trong các mùa giải quốc tế gần đây nên ở Chung kết Thế giới 2023 có hai đội tuyển Việt Nam đều phải bắt đầu từ vòng khởi động. Do đó Gam và Team Guel xem như đến Hàn Quốc với vị thế như nhau, chỉ khác cái là Gam có cúp, còn áo Team Guel mắc hơn 9.000 mà thôi. 2023 là một mùa chung kết thế giới cực kỳ quan trọng, nơi hai đại diện khu vực chúng ta có nhiệm vụ phải khôi phục vị thế bố của Wildcard, đồng thời tự quyết vận mệnh VCS có bị trừ suất tham dự vào năm sau hay không. Vì thế chắc chắn kỳ vọng mà người hâm mộ đặt vào Gam và Team Guel đang rất lớn. Hôm nay hãy cùng MGN Esports review hai đại diện VCS tại chung kết thế giới 2023 để xem họ có đủ khả năng để hoàn thành sứ mệnh trên đất Hàn Quốc hay không nhé. À nhớ anh em một cái nhẹ là đến gần 80% người xem video trên MGN Esports vẫn chưa đăng ký kênh. Vậy nên anh em hãy nhiệt liệt nhấn cái nút đăng ký kênh ở phía dưới để ủng hộ tôi sớm lên được 100k sub trong năm này nhá. Sự ủng hộ từ anh em sẽ là động lực to lớn cho tôi để tiếp tục làm thêm nhiều video với nội dung thú vị hơn để phục vụ cho mọi người trong tương lai đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ thì vào video thôi nào. Trước tiên hãy nhìn lại hành trình của hai đầu tàu khu vực CONCACAF, khu vực VCS tại vòng playoff dài hơi nhất lịch sử vừa kết thúc. Gần đàm sau khi bị Richa cầu vồng làm bẽ mặt ở MSI thì cay đỏ trứng cút. Cay quá thì họ nạp tiền để mua hai chiếc nón vàng và quang cho hai thí sinh cơ nhỡ vừa bị kích khỏi giáp xiếc 70%. Đó là Slader và Palette, những mảnh ghép giúp Gam sở hữu một siêu đội hình hoàn hảo để chiến vòng playoff mùa hè này. Vì đứng top 1 vòng bảng nên Gam lại được chọn đối thủ và họ không những giàu mà còn rất khôn khi chọn con trai của mình là SGB. Sau đó, Gam thắng nhẹ với tỷ số 3-1 để thoát tội bạo hành trẻ em. Không nằm ngoài tính toán, trong cặp đấu còn lại đầu bếp Team Secret chế biến món gỏi cá voi 10 điểm và Gam sẽ đụng độ đối thủ này để tranh tấm vé sớm đi chung kết thế giới. Gặp Secret vào ngày chủ nhật thật sự là một thử thách quá khó cho Gam khi King Hero liên tục tỏa sáng, nhà đương kim vô địch thậm chí còn bị dẫn trước 2-1. Nhưng trong tình thế ngặt nghèo, đẳng cấp của anh cả khu vực CONCACAF lại nhầm nữa anh em ạ. Anh cả khu vực VCS đã lên tiếng. Mặc dù vẫn phải chật vật vì Secret chơi quá hay, Gam đã bản lĩnh hơn để ngược dòng dứt điểm đối thủ với tỷ số 3-2. Cuối cùng thì lời nguyền của Huỳnh Phương cũng đã bị phá vỡ. Slader sẽ có lần đầu tiên trong cuộc đời được tham dự đấu trường quốc tế. Còn Palette thì biến lời hứa 70% của Phonix Lê thành sự thật. Chiến thắng của Gam đã khiến tất cả trở nên trọn vẹn. Nhưng trước mắt họ vẫn còn một trận chung kết tổng tranh cúp VCS nữa. Đối thủ của Gam không phải ai khác ngoài Team Guel. Đội tuyển này đã chi quá nhiều tiền để đầu tư cho mùa giải năm nay, chỉ để nhìn các game thủ của mình bị King Hyro hấp diêm 3 nháy ngay vòng đầu playoff. Dù phải xuống nhánh thua từ sớm nhưng Team Guel không nản chí. Họ dễ dàng loại Cerberus, sau đó loại luôn SGB để một lần nữa tái đấu Team Secret cho tấm vé chung kết thế giới cuối cùng của VCS. Trong trận chiến sinh tử này, hai đối thủ đã thi đấu rất có hồn, hồn vãi cả lai anh em ạ. Nhưng Secret đã tỏ ra nghiêm túc hơn và giành chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Còn Team Guel thì xin nhẹ tấm vé chung kết thế giới quý hơn vàng, chính thức có lần đầu tiên bơi ra biển lớn. Trận chung kết tổng giữa Gam và Team Guel cuối cùng cũng đến. Kịch bản này đã được biên từ tận tháng 6 nhưng không hiểu vì sao VCS phải tra tấn khán giả bằng một vòng playoff dài kỷ lục thì mới đến màn chính này. Team Guel đứng trước cơ hội lật đổ Gam thì thầy BE bất ngờ bị đổ bệnh nặng đến mức không đủ sức lên sân đấu. Hết cách, tên đúp đành triệu hồi Lào Aram trở lại. Mặc dù rời xa Gam cũng gần 365 ngày nhưng thầy BE vẫn là người hùng của màu áo vàng đen. Không còn một lối đánh có hồn, hai đại diện khu vực CONCACAF lại nhầm nữa anh em ạ. Hai đại diện khu vực VCS đã trình diễn lối chơi rất đắt trong trận chung kết này, đắt như cạnh. Trận 1 Gam dẫn trước từ đầu xong bị Team Guel lật. Trận 2 Team Guel có quá trời lợi thế xong bị Gam lật. Trận 3 thì Team Guel pick đội hình không sát thương, như là tự chói tay lại cho Gam đấm. Trận 4 thì khỏi đánh cũng biết kết quả, Gam thắng dễ 3-1 và giành chức vô địch VCS thứ 4 liên tiếp, cũng là chức cúp thứ 9 tổng cộng. Mặc dù cũng mặc áo đen và có logo màu xanh giống Richa cầu vồng, nhưng trình Team Guel chỉ ở mức recon thôi nên đành chịu thua Gam chấp nhận ngôi vị phó vô địch. Mặc dù có khiến khán giả mù mắt vì hàng loạt những tình huống thi đấu đi vào sụt người, nhưng dù sao thì Gam và Team Guel vẫn sẽ đi chung kết thế giới 2023 với dàn lực lượng rất mạnh. Minh chứng là đội hình tuyển quốc gia Việt Nam tham dự ASEAN gồm có 3 thành viên Gam và 3 người Team Guel. Giờ chúng ta hãy cùng review hai đội tuyển này để xem sức mạnh của họ ở mức nào trước khi đến với chung kết thế giới nhé. Team Guel trước, nếu theo dõi những màn trình diễn vừa có hồn vừa đắt của tổ đội lặn này thì bạn sẽ thấy họ rất có tiềm năng để sánh ngang với Gam phiên bản MSI 2023. Cùng xem Team Guel đang có gì trong đội hình đi chung kết thế giới 2023 của họ nhé.
Ở đường trên là Huỳnh Hải Hoàng Luân, nickname Spada. Đây là một trong những ví dụ điển hình của việc thay tên đổi vận. Mùa trước Hoàng Luân dùng nickname Negia, một cái tên khá hay và đọc thuận miệng. Khi đó anh có phong độ rất cao, đôi khi còn được đánh giá là top laner số 1 VCS. Nhưng sang đến giải mùa hè này, Hoàng Luân không biết vì lý do gì lại đổi tên thành Spada và thế là anh tụt dốc không phanh như xe cúp của mấy thanh niên miền núi. Trong trận tranh vé chung kết thế giới đụng độ Secret, Spada tỏ ra đuối hơn hẳn Hasmet. Nếu không nhờ dễ dàng chọn được con bài Aatrox quá khỏe và sai lầm từ chính bên team Secret, có lẽ Spada cùng đồng đội đã khó mà có vé đi Hàn Quốc. Còn trận chung kết tổng thì khỏi nói, nhiều khi Spada rõ ràng đã trở thành người con trai tiếp theo của bố sang Kiaja rồi. Không còn Aatrox nữa, bất kể là đánh chống chịu hay đấu sĩ, thì Spada đều luôn bị Kiaja úp bồ. Thậm chí vào giao tranh anh cũng tàng hình như quăng núi người Anh. Phong độ đáng báo động của Spada đang khiến Team Whale phải cosplay dương quá, bởi vì cơ bản cánh dưới đội tuyển này vẫn rất uy tín. Một tháng sắp tới sẽ là thời gian đủ cho Spada tập luyện và trở lại phong độ như khi xưa, nếu không thì chỉ có trời mới cứu nổi Team Whale mà thôi. Người đi rừng Team Whale hiện tại là Binji, di sản cuối cùng của ngài Zenbo 7. Vị trí này thì các cá voi con có thể an tâm vì Binji là nhân tố ổn định nhất đội thời gian vừa qua. Không còn nhiều đột biến như thời trẻ trâu, anh chàng giờ đặt nặng sự an toàn, chắc cú, mắc rất ít những sai lầm ngớ ngẩn. Và đó chắc chắn là điều mà Team Whale cần nhất ở người đi rừng của họ. Khả năng đọc rừng của Binji cũng tiến bộ hơn trước, bổ trợ cho những pha tổ chức ganh hoặc phản ganh sớm cùng đồng đội. Nhưng một lỗi mà Binji cần phải sửa là những tình huống băng trụ dướn, thứ đã diễn ra nhiều lần trong trận tranh cúp với Gam. Chấn thủ đường giữa cho Team Whale là Trông Chi Vinh, nickname Glory, con trai của Trông Chi Hùn. Người chơi này rất có thể là đường giữa đánh chính cho đội tuyển ASEAN Việt Nam. Vì vậy phong độ uy tín của anh là khỏi phải bàn cãi. Những trận playoff gần nhất, Glory đều đóng vai đầu tàu nắm giữ hy vọng cho đội tuyển, dù tình thế có ngặt nghèo thế nào đi chăng nữa. Đi đường tốt, luôn có khả năng solo kill đối thủ và giao tranh, Glory quẩy cũng rất hăng bằng các pha xử lý đầy tính đột biến. Nói chung về Glory thì chúng ta chỉ cần hy vọng anh sẽ giữ vững phong độ này đến chung kết thế giới là được. À, hy vọng anh sẽ gặp được ông bố người Hàn của mình nữa. Đường giữa là đầu tàu thì bộ đôi đường dưới chính là họng súng chủ lực của Team Quail, Hưng Nấy aka Artemis và sư thầy BE cũng là cặp xạ thủ hỗ trợ của đội tuyển ASEAN Việt Nam. Khả năng của Hưng Nấy Artemis đã được khẳng định từ lâu. Một khi anh Hưng mà nấy và được đồng đội tạo điều kiện thì anh có thừa khả năng để bắn tùm lum khiến đội hình đối thủ tan tành sắc pháo. Game 1 trận chung kết với Gam là một ví dụ, mặc dù giai đoạn giữa Team Quail liên tục gặp bất lợi. Người đánh cặp với một siêu xạ thủ như Artemis chỉ có thể là một hỗ trợ hàng đầu như thầy BE. Khả năng đi đường và những pha mở giao tranh đột biến sở trường của thầy thì vẫn khét như thời còn ở Gam. Tuy nhiên sức khỏe lại đang là điểm yếu của thầy BE, chắc là do ăn chay nhiều quá dẫn tới thiếu chất. Hy vọng thầy mau chóng bình phục để còn đánh AGS với chung kết thế giới, chứ không có thầy coi như Team Quail thành cá voi chết đuối mà thôi. Nhìn chung, Team Quail hoàn toàn có khả năng chơi song phẳng với những đối thủ ở vòng khởi động chung kết thế giới, nhờ phong độ tốt của mid và xạ thủ, kết hợp kinh nghiệm quốc tế của rừng và hỗ trợ. Phần quan trọng còn lại chính là vị trí của Spada. Nếu anh ta chơi tốt, Team Whale sẽ có hai tay để thi triển món võ song thủ hộ bác. Còn nếu Spada tiếp tục thọt, thì Team Whale vẫn còn một tuyệt kỹ khác là Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trường, môn võ chân phái của Dương Quá. Còn Gam thì sao? Nhà vô địch Việt Nam 4 lần liên tiếp, anh cả khu vực con cạt chắc chắn phải ở đẳng cấp cao hơn anh hai Team Whale rồi. Không thể phủ nhận đội hình của Gam ở thời điểm hiện tại không khác gì một super team và họ đang có cơ hội chứng minh đây thậm chí là đội hình mạnh nhất VCS từng sản sinh nếu đạt thành tích tốt ở chung kết thế giới sắp tới. Dù vậy thực tế thì Gam tuy vô địch VCS nhưng vẫn còn gặp khá nhiều vấn đề. Đường trên do chiến thần Kiaja chấn giữ đang nắm giữ đến hơn 50% sức mạnh của Gam. Mùa giải VCS hè này có thể là màn trình diễn ẩu nhất sự nghiệp của Kiaja, ẩu lên đìa phần còn lại. Danh hiệu MVP trao cho chiến thần không phải tự nhiên mà có. Nổi tiếng là một top laner toàn diện, nhắc nào cũng nhảy với khả năng xử lý trong giao tranh xuất sắc. Nay Kiaja đi đường cũng cực khét khi cứ rảnh tay là solo kill với đối thủ. Sự xuất sắc của một mình bố sang nhiều lần đã giải cứu Gam trong mùa giải năm nay. Nhiều người đổ thừa rằng đường trên VCS ngày càng đi xuống, nhưng tại sao lại không nghĩ rằng Kiaja ngày càng tiến bộ? Độ uy tín của Kiaja là không phải bàn. Dù vậy, việc quá phụ thuộc vào chiến thần rất có thể sẽ khiến Gam phải trả giá nếu không mau chóng mài sắt các mũi nhọn khác. Trong khu rừng, binh trưởng Levi là bố của Binji. Ông con đã chơi hay như vậy rồi, mà vẫn bị bố tét mông thì cũng đủ hiểu Levi ao trình VCS như thế nào. Những dấu hiệu tuổi già cũng đã hiện hữu khi anh Khánh nhiều lần bị đàn con của mình bắt bài và xử lý dướn. Đồng thời cứ vào thế khó là Levi lại móc cây thiết bảng trong lỗ tai ra. Ở VCS thì không sao, nhưng nếu ra thế giới thì Levi không được phép phạm phải những sai lầm như thế này. Hãy nhớ về nỗi nhục ở London hồi đầu năm. Rõ ràng với một siêu sao đẳng cấp như Levi thì chúng ta luôn kỳ vọng anh cao hơn thế. Nếu như Team Whale liệt đường trên thì Gân Đàm liệt chân giữa. Không thua kém gì Spada, ông chủ chuỗi cà phê Catinat cũng đã có những màn làm content cực chất trong những trận đấu gần đây. Đội ngũ media của Gam chắc hẳn phải đang lăng xê Ngài Phê như một KOL chủ lực. Nói chung Ngài Phê là một mảnh ghép không thể thiếu của Gam. Bốn thành viên còn lại gánh Gam trở thành vua VCS, Ngài Phê thì gánh Gam trở thành vua TikTok và gánh Gam luôn trên sân cỏ.
một sự cân bằng hoàn hảo, một respect ngay phê khi luôn tạo thử thách khiến chiến thắng của Gam trở nên hào hùng hơn. Lần trước Gam quá đen khi đi MSI chỉ có 6 người, nhưng lần này thì khỏi lo. Nếu cảm thấy lấn cấn với chiến thuật làm content của ngài phê, Gam có thể chuyển sang chiến thuật chơi nguội. Cuối cùng là bộ đôi đường dưới bị cướp slot Aegis ngay trên dàn mướp, Slayer và Palette. Họ cũng chính là mảnh ghép cực kỳ quan trọng mà Gam đã thiếu suốt nhiều năm qua. Với hai chiếc nón vàng sặc mùi đô la, Gam cuối cùng đã sở hữu được một bộ đôi đường dưới số 1 VCS. Và quyết định sáng suốt này của Gam cũng đã giải thoát cho hai chàng hoàng tử bị dính lời nguyền kia, đưa họ đến Hàn Quốc du hí. Cặp đôi này đúng là đã giúp Gam vô địch và thực hiện lời hứa 70% của Phoenix League, nhưng có cảm giác họ giờ lại chỉ thi đấu tròn vai chứ không bùng nổ và gánh team hạng nặng như mùa giải trước. Slayer vẫn có những tình huống tỏa sáng xuất thần nhưng không nhiều. Palette lại càng ít đột biến hơn. Có lẽ hào quang của Gam đang dành quá nhiều của cánh trên và đường dưới chỉ cần chắc chắn như thế này là đủ. Nhưng theo tôi, đẳng cấp của siêu xạ thủ Slayer và cỗ máy thông tin Palette vẫn còn đó. Mong rằng nó sẽ bộc phát tại chung kết thế giới sắp tới, nơi mà sự tỏa sáng của cặp đường dưới vẫn luôn rất quan trọng. Nhìn chung, Gam có đủ yếu tố siêu sao trong đội hình để ít nhất hủy diệt các đội Wildcard. Kiaja, Levi và Slayer đúng phong độ chắc chắn sẽ không khiến tai nạn như ở MSI đầu năm lặp lại một lần nữa. Thậm chí giải ngân hà này của Gam hoàn toàn có thể suy nghĩ đến việc đấm luôn Đài Loan với Âu Mỹ để giành vé vào chơi vòng Thụy Sĩ. Nhưng trước tiên họ phải giải quyết được phong độ của ngài phê, thay đổi lối đánh thụ động chờ khai thác sai lầm của đối phương và hạn chế những tình huống băng trụ hay đánh dướn không cần thiết cái đã. Gam và Team Whale đều có thừa thực lực để giúp khu vực Concat. Lại nhầm tiếp anh em ạ. Khu vực VCS dạng danh tại chung kết thế giới năm nay. Vấn đề chỉ là phong độ và cách triển khai điểm mạnh của họ như thế nào mà thôi. Hãy cùng chờ xem hai cái tên này sẽ làm được gì trên đất Hàn sắp tới, hay lại là một chuyến du lịch miễn phí nữa. Và đó cũng là kết thúc màn review của hai đại diện VCS tại chung kết thế giới 2023. Nếu thấy video hay và bổ ích, hãy like để ủng hộ tôi và đừng quên nhấn nút subscribe để giúp MGN Esports sớm lên được 100k sub anh em nhé. Đừng quên nhấn thêm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị hơn trong tương lai. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.